shoplinkatm.com, bán hàng boxing mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Hai thanh niên nhận ra này. Có hai thanh niên đấm số 1. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Clip hôm nay thì lại là tiếp tục giả idol đi trà trộn anh em ạ. Mọi người xuống cảng nhá, gặp idol tuần AC nhá. Tuần mẹ rồi. Tuần AC ơi. Vào cảng nhá. Ui giời ơi. Bây giờ team địch cũng gọi. Idol ơi. Kéo tên mình rồi. Ui, mấy bạn đem địch cũng được đấy nhở, gạ chụp ảnh à, ok luôn nhá. Rồi, xuống cảng luôn mọi người ạ. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục cái series trà trộn cùng với mọi người. Tấu 2 từ nãy giờ trận này toang rồi. Hôm nọ thì mình có làm clip nhưng mà do bị lỗi mic, hôm nay thì mình tiếp tục một tem hai tem trà trộn đây rồi một nhá. Thằng lẻ có đầy mic rồi anh em, thoải mái mà bung lụa thôi. Bây giờ lại còn các bạn team địch còn gạ xuống cáng nữa ạ. Đâu tôi để tôi kia bộ hàng đâu nhập hồn tôi cho hàng đâu thà chỉ thấy có một tên bay bên trái một như này thằng cạnh mình luôn này. Ôi thôi bên trái mình đâu. À kìa rồi bên ba kho thôi nó cũng rơi với ta đây rồi có súng rồi. Ôi giời ơi thôi bạn ơi có đéo súng không ơi. Ôi giời ôi giời ui ô sao đi solo squad vậy rồi nó đứt rồi đứt hết. Luôn rồi đứt ảo thật đấy không sao anh em ạ còn một team ở bên ba kho nữa qua luôn. Bắn gì đấy. Ô thôi đừng anh trai ơi các bạn ơi đừng gạt bạn đó đừng gạt yên tâm nào ai gạt rồi làm sao mà gạt được đội tớ. Ui lão nàng à. Rồi lại đây tôi cứu rồi hai dù mà nhở. Hai dù mà sao lại chỉ còn một ông đây ta. Cả tôi chưa hiểu kiểu gì. Kẻ chơi điếm thế nhỉ. Có thương chân này, nhằn máu này. Đây à. Cứu nhá. Sao lại toàn solo squad nhỉ? Bắn một phát chết luôn anh em ạ. À. Mà mình không nghe tiếng súng chút. Bốt rồi, biết ngay mà. Còn bốt lượn lờ ở đây thôi. Mà mấy bạn vừa nãy gạ chụp ảnh mà không thấy chụp ảnh đâu anh em ạ. Ảo thật sự anh em ạ. Hai lượn quá xa mà vẫn chưa thấy người anh em ạ. Lượn về mình phải lượn mấy vòng. Ô từng chân, vô trên kia. Ôi, vô trên kia à? Đây. Có xe đằng sau này, có xe đằng sau này. Có xe luôn ạ. À. Chơi nó bạn ơi. Chết mẹ rồi, mình đi hai thôi anh em ạ. Hai cũng chơi. Đúng rồi bắn đi. Xong chứ nhỉ, làm gì? À, mình đi ba quên hết. Mình đi ba cơ mà. Ôi giời. Một tên của mình nó bay cả ba tên ạ. Ờ. Ôi giời ơi, ông số 3 kia vội vàng thế. Chết rồi. Sao thế? Chết rồi, nhanh. Ông bắn nó ông yếu số 2 kìa. Tôi té đây, chỗ tôi có một tên. Đúng rồi, té đi, đừng okay. Có vào đây. Bây giờ tôi mình ông ấy chơi ở đấy là chết đấy mọi người. Mình lái mượt như thế rồi mà hai ông này bắn không dụng được ai ạ. Để cho mình nhìn xuống anh em ạ. Quá đen cho một cuộc tình rồi. Đây bây giờ, nhanh, từ, mình kiếm ít đạn, ít đồ đã. Rồi qua chỗ team này, team 3 luôn hả? Qua bên đến Mochinki thì cuối cùng là mấy bạn ấy đi đâu rồi? À có xe này. Có xe đây rồi. À sao lại mấy tên này lại dừng ở đây nhỉ? Trước mặt có xe rồi. Rồi. Tấp vô làm lẹ này mọi người ơi. Có tiếng chân đây rồi. Có người. Chơi nó. Phốc nó luôn. Ai chả. Có cái gì? Ôi giời ơi, bắn nhanh thế nhỉ? Qua bên ra. Rồi, có tiếng rất nhiều tiếng chân luôn. Bình tĩnh. Ơ. Ơ cái nút di chuyển của tôi. Ok. Sao nó cứ bị đơ này? Tốc vào. Ok. Ôi giời. Cái lúc di chuyển của mình kìa. Sao lại vào đây nó bị đơ nhở. Ôi. Cái lúc di chuyển của ngoài này thiệt là ghê gớm đó mà. Hèn. Ảo thật sự. Quả đấy mình mà vào theo khi mình phải ăn được hai tên đấy. Ừ. Ê mà chỉ có được đây. Có một tên. May mà vẫn còn nhanh tay liếm được một tên chứ không là lại đói chịu tôi. Tí với chúng tôi. Hết hơi. Mấy tên này cũng kiếm được. À mấy tên này bắn thính ở đâu này. Bắn thính ở đâu mà lại có nhiều đồ thế nhở. Thôi, chắc bọn mình lại phải lên đường. Tôi lối ra. Rồi, kéo X6 về rồi. Lên đường thôi anh em. Trên này có xe à? Rồi, lên luôn. Bây giờ tầm này đang đói mạng anh em ạ. Nãy giờ mình được có 7 kill ạ. Mà mình lái xe đi gọi là cả buổi luôn ạ. Anh em đâu, chuẩn bị chơi. Ê, đó. Người kia. Bắn. Rồi, sao lại 4 cây súng bắn không chết vậy? Tại sao lại bắn không chết? Một bé. Đây này. Trên này yếu lắm rồi, thế này không ạ? Tên này yếu lắm rồi. Rồi. Mình rút súng bị gọi là bị chậm một nhịp chứ. Suýt thì toi anh em ạ.
tí nữa mình sẽ mở mic lên. Đâu hết rồi. Mấy ông này kiểu như là tưởng mình đắt xe là mình không mở mic anh em ạ. Mic kia là lộ liền, nhưng mà anh em ạ, nếu mà mấy bạn này biết anh Tuấn thì kiểu gì cũng nghe thấy ra giọng mình cho xem. Tí nữa mình thử mở mic lên. Không còn gì luôn hả? Mở mic lên để xem là mọi người có nhận ra mình không. Giờ lên xe đi thôi. Đi thôi các baby. Trước bản mình có cái thính này. Qua cái thính để xem nào. Còn mấy tên nữa thôi. Cố gắng tầm mười mấy kill là đang được anh em ạ. Clip hôm nay là clip. Ê, có xe luôn không này. Ai có xe thính ạ? À? Xe mình, xe mình. Ừ. Có người mà. Nó bắn kìa, nó bắn kìa. Trời nó ạ. Rồi, một em. À, bọn gái, bọn gái. Ái chà, mấy tên gái ở trên máy bay à. Mấy tên chụp ảnh mà sao lại bắn ghê vậy. Chơi luôn, được rồi. Lên xe mình. Để mình. Mình mở góc quả này là tên mấy tên này toi rồi. Rồi, nóc 2, nóc 3 rồi. Bắn đi. Bơm máu cái. Nhìn này anh em, nhìn này. Mình chỉ làm một lần duy nhất này. Mở sang cánh này là auto là các bạn đứt luôn này. Tiền nóc này. Nào. Đây rồi. Nào. Trời ơi. Clear. Ngọt thế nhờ. Làm này thì gáy chúng tôi này. Gáy chúng tôi ạ. Vãi thật. Ông kia vẫn còn cái cú à. Mấy bạn ấy xin chụp ảnh thôi mà. Liên nhanh thế là kill nào. Ngồi nhìn nhau ỉa. Thế là được 2 kill nữa. Mấy ông kia vẫn chưa được kill ạ. Rồi lên xe đi tìm tiếp này. Đâu rồi. Ôi đồng đội vẫn còn kiếm ít đồ à. Nào lên xe. Còn có mấy tên nữa thôi. Còn 4 tên nữa thôi. Tìm nào rồi. Đồng đội tôi làm gì thế này. Alo. Vẫn còn đang tung tăng ạ. Tầm này mấy ông vẫn còn nút thì thôi cũng thua. Tôi cũng thua đấy. Nào. Số 4. Đi thôi. Gặp ngay team mình đi cùng với idol. Bắn khét tí thơm lây. Lại còn đòi thơm lây nữa ạ. Hay là vừa nãy team kia là đủ team 4. Đằng kia có xe kìa, số 1 thôi, 275. 275 á? 275 xe đâu? Đâu có thể chạy dưới đồng kìa. Chạy dưới đồng. Hai người. Dưới rồi. Tấp bộ làm lẹ. Đây rồi. Này đi nằm. Nốc 2 luôn. Còn một tên nữa. Sao lại chạy dưới đồng nhỉ? Ai chả. Đây rồi. Ui dồi. Bắn cái gì vậy Linh ơi. Rồi. Tấp vô làm lẹ, nhanh. Một thằng công luôn. Rồi lên xe ạ. Một mồm rồi à. Đấy, tác phong phải chuyên nghiệp như thế này. Một mồm 1k, siêu phẩm yếu. Hy vọng là có hai tên là mình sẽ kết thúc trận đấu luôn này. Rồi, cố lên. Một đầu. Lại là một đầu. Lia. Nhanh thế. Yeah. Bây giờ còn một tên ạ. Tìm kiểu gì ra tên cuối cùng bây giờ. Thằng danh con này. Nhưng mà sao lại mấy bạn này còn giữ đồng nhỉ? Xe đâu mà đi không chết chạy đi. À mình hiểu rồi. Mấy bạn này chắc là ở dưới khu nhà. Sau đó là nghe thấy bọn mình bắn ở bên trên hầm thì là lên. Ô, nhưng mà lên kiểu chậm trễ nhỉ? Đáng ra là lúc. Thôi cố gắng còn một thằng danh con nữa. Một thằng danh con. Đáng số 1 bật mic lên nói chuyện tí đi. Hai chà bật mic à? Rồi. Mở mic. Cái anh em nghe giọng tí. Mở mic luôn nhá. Ừ. Alo mình đây. À không phải rồi. Không siêu sao. Thì phải là sao được. Giống giọng luôn. Giống giọng Linh nhỉ. Linh ATM nhỉ. Vai trưởng. Đúng rồi. Mình Linh đây. Ơi. Yeah. Chào Linh nhá. Vai thật. Chào mọi người nhá. Mình biết ngay là kiểu gì cũng bị nhận ra mình cơ mà. Mình nghi từ đầu bảo trước thấy Linh cũng ngày mà cũng chơi mà. À. Cái hôm mà nhớ. Rồi, tại mình biết ngay là kiểu gì mình cũng bị các bạn nhận ra mà nên là mình định là mở mic. Được vậy. Từ đầu. Thế luôn mình cũng nghi rồi. Lúc ông vào cái là tôi ra tôi check luôn ấy, tôi check luôn tên kiểu tại vì là đúng rồi mình là quay clip ở bên kênh của mình cơ nên là các bạn check bên kênh tại vì trước thấy tôi cũng xem mà ông phát trực tiếp live trực tiếp bạn xem có... anh Tuấn xong rồi mình hay chơi bạn nhận ra giọng mình đúng không? Không bắn tôi xem Lộc bắn cơ. Lộc bắn cùng Linh cùng bắn
Lộc thì cũng vậy, mình cũng hay chơi với Lộc. Ý là tôi dễ nhận ra thế nhở? Tôi xem nhiều ấy, tôi xem nhiều mà. Ok. Giọng dễ nhận ra quá mà. Chả hiểu sao luôn. Ừ đúng rồi, nghe phát biết luôn. Giọng độc lạ quá mà. Phải thật. Thôi bây giờ còn một tên này thì ăn kiểu gì đây? Trận trước là được nhiều kill nhưng không mà nó hơi nhạt. Nên là thành ra là mình chơi thêm trận nữa. Thề luôn. Xem bao lâu giờ mới được chơi cùng với idol ấy. Giời, mình đúng thì rồi, mình thì idol cái gì cơ chứ. À, nãy đừng quay clip nãy tôi xảy cái Rosa trận đấy nhá. Mình quay nãy giờ mà chủ yếu là mình chơi game như này để mình quay clip để mình đăng mà. Thế lần anh có clip không? Có luôn, đây clip này kiểu gì nữa, mình vài hôm nữa mình cũng đăng à. Đăng lên chứ. Trận trước ba băng gấu ra dụng ai thắng. Thế trận trước nhiều kill mà tự dưng nhạt quá. Thành ra là phải chơi trận nào nó hay một tí. Trận này ta nhưng mà chết rồi, nãy tôi gáy trên máy trên máy bay. Thì gáy không sao, gáy nhưng mà team mình thắng mà. Team mình cứ ăn được, team bạn là được. Ừ, còn một tên thế này. Quá đen cho một tên. Nhưng mà tôi gái tôi vẫn run ấy. May có idol. Kiểu bắn mày chết ấy. Nó nói mình ngại. Nó lại bảo là các idol. Nhưng mà không sao, thắng rồi. Ôi cái tên này nấp đâu nhở? Đâu hết rồi nhở? Có một tên thôi. Đấy, cuối game rồi mà không được. Cuối game thì mình mở mic để giao lưu đằng nào không biết luôn. Nhà vệ sinh à? Hay là trong lịch sử lặp lại nhỉ? Lịch sử lặp lại này. Ôi giời ơi, không có rồi. Nãy nốt ra nhưng mà định nhắm smoke vào nhưng mà bắn mất. Tính đập chảo nhưng mà hay à, nó nằm kìa. Nó nằm bắn đi bắn 30. Nó nằm. Ok. Mọi người không thấy được nữa thì thôi. Game dễ quá trong mong. Game quá dễ luôn. Nằm nhẹ 12 kill. Ôi nhưng mà nay không like à? Không, hôm nay mình không có like. Mình vào quay clip để đăng thôi. Hay gì? Thế chơi trận nữa nhá. Ui, mình phải nghỉ rồi. Mình phải nghỉ mất rồi. Ok, như vậy là mình cũng đã hoàn thành xong một trận đấu top 1. Đó, mọi người đều mở mic. Mình cũng đã... Bây giờ thì chắc là mình nghỉ thôi mọi người ơi. Nghỉ nha. Bye bye mọi người nha. Chúc anh em chơi game vui vẻ nhá. Bye bye bye. Ok bye bye nhá. Anh em xem thì nhớ like nhá anh em ơi.